Phu nhân Mai Anh tiết lộ lời trăn trối cuối đời, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Ở nền đệ nhị Cộng Hòa, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là nhân vật số 1 và người bạn đời đồng hành cùng Tổng thống Thiệu được mệnh danh là đệ nhất phu nhân là bà Nguyễn Văn Thiệu, tức bà Nguyễn Thị Mai Anh. Một người từng bưng bê mâm khay ở Dinh Độc Lập dưới trướng Nguyễn Văn Thiệu và đệ nhất phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh đã nhận xét: "Tôi luôn luôn giữ lòng quý mến đối với Tổng thống phu nhân. Bà lúc nào cũng giữ nếp sống bình dị của người đàn bà phúc hậu, bao dung của sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với tôi, bà Thiệu là hình ảnh của một người mẹ, một người vợ hiền đảm đang hơn là một vị đệ nhất phu nhân sống trong tột đỉnh của quyền thế và nhung lụa giàu sang." Bà Nguyễn Văn Thiệu có khuê danh là Nguyễn Thị Mai Anh, sinh năm 1931, là phu nhân của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Bà là đệ nhất phu nhân đầu tiên của chính thể đệ nhị Cộng Hòa từ năm 1967 đến năm 1975. Đôi khi, bà còn được gọi là bà Nguyễn Văn Thiệu, đặc biệt là trong truyền thông Tây Phương. Bà là con gái thứ 7 trong một gia đình có 10 người anh em, có nghề lương y truyền thống nổi tiếng ở thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Là người theo đạo Công giáo toàn tòng, nhưng bà Mai Anh ảnh hưởng khá lớn nề nếp, gia phong của một gia đình phong kiến. Trong phong thái, cung cách ứng xử, phẩm hạnh của bà thể hiện rất rõ nét sự tinh hoa của Khổng giáo trong cách đối nhân xử thế. Mỹ Tho với Sài Gòn ngày đó không xa đối với các gia đình quyền thế, giàu có, nhất là khi có phương tiện xe lửa Sài Gòn, Mỹ Tho rất tiện lợi. Do đó, cô Bảy Mai Anh với người em gái Tám Hảo thường xuyên lên Sài Gòn để học hành, thăm người thân. Do gia đình quen biết với bác sĩ, dược sĩ Huỳnh Văn Xuân làm việc ở Viện Bào chế Trang 2, hai chị em Mai Anh được giới thiệu vào làm trình dược viên tại Viện Bào chế Rustin tại Việt Nam. Chính bác sĩ Huỳnh Văn Xuân là mai mối cho Thiệu quen Mai Anh. Mặt khác, cậu Mai Anh là Đặng Văn Quang, là bạn học cùng khóa võ bị Đà Lạt với Thiệu nên mối tình nhanh chóng được xúc tiến hôn nhân, dù có đôi chút trở ngại vì Mai Anh là tín đồ Thiên Chúa giáo. Nhưng do sự dàn xếp của gia đình, đám cưới vẫn tiến hành trọng thể, không gặp khó khăn như ông Hoàng Bảo Đại với Nam Phương Hoàng hậu ngày xưa. Sau này, Thiệu mới rửa tội trở thành tín đồ Thiên Chúa giáo Roma. Nhiều hình ảnh tư liệu lưu lại cho thấy Nguyễn Văn Thiệu là một con chiên rất ngoan đạo, thường có mặt tại các giáo đường những ngày lễ thánh, chiều Chủ nhật tại nhà thờ Đức Bà. Năm 1951, Thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu cưới Nguyễn Thị Mai Anh theo nghi lễ truyền thống của người dân miền Trung thờ Phật và thờ ông bà. Chú rể Nguyễn Văn Thiệu mặc áo dài, khăn đóng như quan lại thời phong kiến trong ngày vinh quy bái tổ. Cô dâu Mai Anh mặc áo dài vệ hoa trắng màu tím, rất nền nã, thướt tha, dịu dàng rất đẹp mà tao nhã. Nhiều người biết chuyện đến giờ vẫn khen họ là đôi tình nhân rất đẹp, xứng đôi. Trong những năm chồng mình đạt đến đỉnh cao quyền lực, không như đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân, bà hoàn toàn không can dự vào chính trường mà đi nhiều vào các hoạt động xã hội. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, do những áp lực từ chiến trường, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức trên truyền hình và rời Việt Nam với tư cách đặc sứ Việt Nam Cộng Hòa đến Đài Bắc phúng điếu tưởng giới thạch đêm ngày 25 tháng 4. Bà cùng chồng và các con sang Đài Loan, từ đó nhập cảnh Hoa Kỳ và ở Boston. Bà Nguyễn Văn Thiệu cũng như một người phụ nữ Việt Nam bình thường cũng có ước vọng của bà và không quên ơn tổ tiên dòng họ. "Tôi mong có dịp về lại Việt Nam thăm mồ mả ông bà và mang cho cốt của ổng về khi đất nước bình yên." Ông già có chối rằng nếu được thì đem chôn tại quê ông ở Phan Rang, nếu không thì giải một nửa xuống biển và một nửa trên núi. Lần đầu tiên người ta biết thêm đôi chút về gia đình cựu nguyên thủ Việt Nam Cộng Hòa kể từ khi hai ông bà và những người con ra đi khỏi Dinh Độc Lập vào tháng 4 năm 1975 để sống ẩn dật tại bên ngoài thành phố Boston. Từ nhiều năm nay, người ta không được biết gì nhiều cho đến khi ông Thiệu bất ngờ qua đời với một đám tang lớn gây ngạc nhiên cho cả vùng Boston. Ông mãn phần ở tuổi 78. Bà Nguyễn Văn Thiệu đến San Jose cùng với hai người con, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Thiệu Long, để dự lễ tuần bách nhật cố Tổng thống Thiệu do Hội đình Hùng Hải Ngoại cùng với nhiều hội đoàn vùng vịnh phối hợp tổ chức. Hơn 500 người đã đến dự lễ, trong đó có nhiều chính khách, quan chức chính quyền và tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Nếu so với những bức hình chụp chung khi ông còn sống, thì bà Nguyễn Thị Mai Anh, năm 71 tuổi, quê ở Mỹ Tho thuộc về một gia đình Công giáo, không thay đổi bao nhiêu khi bà xuất hiện tại San Jose cuối tuần. Một phụ nữ cố tình đến hội trường American GI Forum trên The Story chỉ để nhìn bà cho biết, có nói rằng bà đẹp và sang quá. Dáng người thấp, tròn trịa, mái tóc bạc trắng chảy gọn ghẽ, một tướng đi khoan thai và giọng nói nhỏ nhẹ chậm rãi,
Bà Mai Anh trong chiếc áo dài gấm đen có điểm những chữ thọ trắng là cái đinh của buổi lễ. Khách đến với bà đông đảo và vẫn trân trọng bà như là phu nhân của người từng nắm nhiều quyền uy đất nước. Tuy vậy, nếu với bạn bè thân thiết trong nội các cũ của chồng, bà chuyện trò cởi mở thì với báo chí bà tỏ ra ngần ngại và e dè. Ngay cả khi được mời lên tiếng cảm ơn quan khách tại buổi lễ, bà cũng nhường cho trưởng nữ Tuấn Anh. Cho đến buổi chiều tại đền Quốc Tổ, sau nhiều lần nài nỉ, câu trả lời của bà vẫn là: "Thôi, cho tôi miễn đi, tôi có biết gì đâu mà nói." Nhưng sau cùng thì bà cũng nhận lời cho chương trình truyền hình Diễn đàn Việt Nam, chương trình phát thanh của cộng đồng người Việt do Quang Chánh phụ trách, và bà Việt Mercury một vài phút tâm tình. "Chỉ nói chuyện gia đình thôi nha, tôi không biết chuyện chính trị gì đâu," bà dặn trước. Việc ổng đi đột ngột cũng làm cho gia đình hơi bối rối. Mới hôm trước, ổng đi khám bác sĩ cho thấy tim mạch đều tốt, mà qua ngày hôm sau áp huyết tăng cao, đưa đến hôn mê, rồi ổng đi luôn sau khi cho biết bị nhức đầu quá. Bây giờ thì tinh thần ổn định rồi, con cái cũng dắt đi đây đi đó khuây khỏa, bà nói. Trong suốt buổi lễ với các phần nhắc lại tiểu sử của chồng cùng những đoạn phim thời sự, người ta chỉ thấy con gái Tuấn Anh nhiều lần thấm nước mắt và phải lấy kiếng đen ra đeo, còn bà Mai Anh tỏ ra bình tĩnh hơn nhưng ngồi bất động trên chiếc ghế sắt như mọi người khác, chứ không được dành riêng một cái ghế bành trịnh trọng như vẫn thường thấy trước đây. "Ông già làm gì, liên lạc với ai, mấy mẹ con tôi không biết gì đâu," bà kể lại về những sinh hoạt của ông Thiệu khi sống tại vùng Boston. Bà cho biết ông già là tên gọi thân mật trong gia đình. "Tôi có hỏi thì ông chỉ nói, có gì đâu, nói chuyện với bạn bè thôi. Ông kín đáo lắm, tôi hoàn toàn không biết gì, nhưng với vợ con, ông già rất vui vẻ, tử tế." Bà nói thêm rằng, chồng bà không chỉ kín đáo trong việc làm, mà ngay cả trong tình cảm ông cũng kín đáo và theo phong tục cổ xưa. "Các con hay hỏi tôi rằng, sao không thấy ba hôn mẹ hay nói điều gì âu yếm với mẹ. Tánh ông vậy đó," bà nói. Lúc còn cầm quyền, ông Thiệu được xem là người nhẫn nại, thận trọng và mưu trí. Trước năm 75, người dân Sài Gòn còn đồn đại nhau về những chuyện buôn lậu tham nhũng bên cạnh chuyện ông Thiệu có liên hệ tình cảm với một vài ca sĩ và với một chủ nhà hàng ăn bên ngoài Sài Gòn. Tất cả cũng chỉ là những tin đồn, không ai biết thực hư ra sao. Theo một lời nhân vật thân cận trong chính quyền trước đây không muốn nêu danh tính. Bà Thiệu là một người đứng cạnh chồng, một người chỉ biết lo cho gia đình, không phải là người của quần chúng. Người này còn công nhận bà Thiệu là người đáng kính, không có cái kinh kiệu vênh váo của một người có quyền thế. Thỉnh thoảng và cũng rất ít, bà xuất hiện đi ủy lạo cho thương bệnh binh và chưa hề tuyên bố một điều gì. Vì thế, việc bà nhận trả lời phỏng vấn của báo chí là cả một sự phá bỏ thông lệ bà vẫn giữ từ xưa đến nay. Bà Mai Anh cho hay, ông già rất khắt khe trong việc dạy dỗ con cái. Ông theo xưa, chứ không chịu lối giáo dục phương Tây. Cũng vì thế, người con trai út Nguyễn Thiệu Long sinh bên Anh năm 1976 nói tiếng Việt rất rành. Nếu có ai tưởng lầm hỏi chuyện bằng tiếng Anh mới thấy Long trả lời sành sõi bằng tiếng Việt, tuy phát âm không rõ lắm. Chị lớn của Long, Tuấn Anh, người con gái từng làm cả Sài Gòn phải chú ý khi thành hôn trong một đám cưới quy mô đình đám tổ chức tại Vương Cung, Thánh đường Sài Gòn và dạ tiệc nhà hàng Caravel năm 1973, cũng có mặt ở San Jose. Với một chiếc áo dài đen, dáng người thấp và mảnh khảnh, Tuấn Anh luôn luôn đi sát mẹ tại buổi lễ cũng như tại đền Hùng trên đường số 9. Việt Mercury cố hỏi cô một vài câu thì cô chỉ cười rồi chỉ tay sang mẹ Mai Anh. Hỏi bà Thiệu rằng tại sao gia đình bà lại chọn Boston thay vì ở vùng có khí hậu ấm áp hay nơi có đông đảo người Việt cho bớt nhớ nhà, bà đáp. Ông nói rằng ở xa xa đặng thở cho dễ. Ông bà Thiệu có 3 người con ruột, 2 trai và 1 gái. Người con gái nữ trong gia đình Nguyễn Thị Phương Anh là con của ông Thiệu mà hai ông bà nhận về nuôi khi mẹ ruột Phương Anh qua đời. Cháu nó coi tôi như mẹ ruột vậy, bà cho biết. Lúc đầu, cả gia đình sang sống tại Đài Loan, nơi trước đó ông Nguyễn Văn Kiểu, anh ông Thiệu làm đại sứ. Sau khi con trai thứ hai, Nguyễn Văn Lộc sang Anh học, thì cả nhà lại sang sống tại London, cho đến khi mấy người con sang Mỹ tiếp tục học vấn, thì cả nhà cũng đến định cư tại Boston năm 1985. Và bà Mai Anh nói rằng sẽ ở lại đó luôn cho gần con cái. Thôi ở đó luôn, chỗ dọn nhà không nổi đâu. Buổi lễ tại hội trường trên The Story diễn ra long trọng với nghi thức tế lễ đầy đủ theo phong tục cổ truyền Việt Nam với tiếng trống, tiếng chiêng và nhiều quan khách Việt-Mỹ tham gia. Bữa cơm tối tại Quốc Tổ Vọng Từ thì đầy những thân tình ấm áp của một buổi họp bằng hữu với mâm cỗ bình dân như gà luộc chấm muối tiêu chanh, đồ xào bóng da heo,
dưa cải chua, canh măng nấm đông cô và xôi chè. Tuy vậy, vào lúc sáng ở bên ngoài hội trường hành lễ, cũng có một người phụ nữ đơn độc phân phát đến mọi người bức thư ký tên Na Si Trần và một số điện thoại ở San Jose với nội dung đả phá việc làm của hội đền Hùng là ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ và gọi ông Thiệu là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Thiệu đã bị chỉ trích nhiều nhất và bị coi như người phải gánh chịu tất cả trách nhiệm khiến miền Nam sụp đổ, đưa đến việc cả triệu người phải bỏ nước ra đi. Trong lúc những người anh em quyết tố nhau, bên cho tàn kẻ đã mất, tờ Việt Nam Nhật Báo ở Mỹ đưa tin nhà nước Việt Nam lên tiếng tại Hà Nội rằng mọi người đều biết rất rõ các hành động quá khứ của ông Nguyễn Văn Thiệu đối với đất nước và dân tộc. Nhưng người Việt có câu chết là hết, hãy để cho người quá vãng an nghỉ. Việt Nam Nhật Báo cũng nhắc đến mẩu tin trên báo Thanh Niên về ông Nguyễn Văn Thiệu từ trần vì xuất huyết não và đã dẫn theo ghi nhận của hãng AP. Những năm sau chiến tranh, ông Thiệu tránh né hầu như toàn thể các cuộc phỏng vấn và sống cuộc đời lưu vong lặng lẽ. Gần hai thập niên sau, vào năm 1992, ông lên tiếng tố cáo sự xích lại gần giữa Hoa Kỳ và chính phủ Cộng sản Việt Nam. Nhưng một năm sau nữa, ông thay đổi giọng điệu, nói về ý muốn sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận hòa giải dân tộc để các thành viên của cộng đồng người Việt lưu vong về quê hương. Chính sự đổi giọng điệu mà AP nhắc đến khiến một số người cực đoan trong phe chống cộng ở Mỹ bực bội và có phần hậm hực với ông. Ngược lại, tướng Đỗ Mậu trong cuốn Tâm Thư xuất bản tại Mỹ năm 1997, viết sau hồi ký Việt Nam máu lửa quê hương tôi mấy năm, cũng nhìn ông với vẻ khác đi, dịu hơn và liệt ông vào một trong những viên tướng có xu hướng thức thời, chủ trương đối thoại chứ không đối đầu với người trong nước. Này ông Nguyễn Văn Thiệu đã mất, song đối với nhiều nhà quan sát, ông đã chấm dứt được cuộc đời hoạt động và uy quyền của ông bắt đầu từ đúng 30 năm trước. Khi ông chống Mỹ thất bại qua hai cuộc chiến ngăn chặn việc ký kết Hiệp định Paris về hòa bình ở Việt Nam của ông và đồng sự ở Dinh Độc Lập. Vào những ngày cuối đời, tướng Dương Văn Minh có cho biết muốn về an nghỉ vĩnh viễn tại quê nhà trước khi qua đời. Giờ đây, người ta biết thêm về tướng Nguyễn Văn Thiệu cũng có ước muốn tương tự. Không biết đến bao giờ, hai ông mới được về lại quê hương sinh quán, nơi mà có lúc một nửa phần đất nước hiện nay nằm trọn trong tay hai ông.